Dạ mà xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lan rừng tối 28 tháng 2 năm 2024 nha mọi người. Rồi thì hôm nay bên em có một cái phiên lan rừng thì hôm nay thì toàn là lan kiều thì dành cho cô chú anh chị nào để yêu thích cái dòng lan kiều nha mọi người. Đây thì kiều này là kiều ở vùng rừng Tây Nguyên Kon Tum nha mọi người. Đấy thì cô chú anh chị nào sưu tầm giống kiều Tây Nguyên thì mình có thể xem được hình nào thì mọi người ưng ý thì mọi người chốt như này. Đấy. Rồi thì hôm nay có hai loại kiều, thứ nhất là lan kiều cam như mọi người, kiều cánh trắng hồng cam. Đấy, một loại lan rừng cho rất đẹp như mọi người. Kiều thì dòng thường xanh, đấy, nó phát triển quanh năm này kia thì cũng rất là đẹp, ngoài chơi hoa ra thì chơi thân lá cũng là rất là hay như mọi người. Đặc biệt hôm nay em có bốn cái phần đầu tiên là cái dòng kiều cam thân thẳng dài nha mọi người. Đấy, thì này trở về thân lá thì là ok rồi nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến lan kiều vung nha mọi người. Đấy, kiều vung hay gọi là thủy tiên vung. Đấy, thì hoa cánh trắng hồng vàng nha mọi người. Đấy, một số cái đang có hoa luôn nha mọi người. Đấy, dòng hoa ở Tây Nguyên đấy kia là cái khung hoa nó cũng khá là hay đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi là lan kiều vung nha mọi người. Đấy. Thì gồm có các nguyên bản rồi các hàng rời nha mọi người. Đấy, nhỏ cũng có nha mọi người. Đấy. Rồi cái kiều cam kiều vung này đấy, và cái dây kiều vung đẹp nha mọi người. Rồi thì hàng về lúc nào thì mang lúc đó nha mọi người, thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, có gì bán nấy nha mọi người. Phiên hôm nay thì chỉ toàn là kiều thì dành cho cô chú mến mộ kiều thì mọi người vào xem đấy. Rồi trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Nhà đầu bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Nhà đầu thấp nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì cũng 30k. Mọi người của chú anh chị mua nhiều đơn thì cũng 30k ship nha mọi người. Mọi người nhận hàng chỉ thanh toán tiền hàng cộng 30k ship là xong nha mọi người. Dạ rồi. Và như mọi khi thì ngoài chia sẻ các mặt hàng lan rừng thì bên kênh em thì cũng khá là mà nhiều năm là có chia sẻ thêm các sản phẩm chè giải rừng nhưng mà tuy chưa được nhiều nhưng mà cũng thời gian dài em cũng hay chia sẻ cái chè dây. Đấy thì cây đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa, cây đang phát triển thì chưa có cho thu hoạch được. Đấy thì hôm nào có thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị. Thì về cây chè giải rừng thì cũng không xa lạ gì. Đấy thì em cũng giới thiệu đó là nó có tác dụng hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại như vậy thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng như vậy. Rồi ngoài tác dụng kể trên thì em có chia sẻ cho cô chú anh chị một cái tài liệu khoa học về nghiên cứu tác dụng của polyphenol trong cây chè giải rừng như vậy, trong thành phần chè dây á. Thì trên một số chỉ số lipid máu là nó liên quan đến mỡ trong máu như vậy. Và mô bệnh học sơ vữa động mạch đấy này thì được thí nghiệm trên thỏ nhưng mà đấy thì cái về lipid máu mỡ máu ấy, thì nó có các chỉ số đấy, nếu mà chỉ số cao mỡ trong máu nó cao này kia thì nó ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hoặc huyết máu nhưng mà đấy thì một số cái nó gây tắc nghẽn này đấy và gây sơ vữa gây vỡ động mạch nhưng mà động mạch máu hay một số cái nó lên máu nó không lên một số vùng cần thiết nó gây đột quỵ như vậy đấy, đặc biệt là máu không lên não đấy. Rồi thì các bạn thì bệnh thời hiện đại bây giờ ai cũng dễ mắc như vậy, đặc biệt là môi trường và sinh hoạt hiện nay này kia thì nó càng dễ mắc bệnh hơn đấy, nhiều lúc mình cũng không để ý hết được đâu, nên chú ý vào thì mình mới thấy được nó có sự chuyển biến trong cơ thể con người như vậy. Rồi tài liệu này thì được do các tác giả đang nghiên cứu, trong đó có bác Phạm Thanh Kỳ giáo sư tiến sĩ như vậy đấy. Rồi nguồn tài liệu thì được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ như vậy. Rồi thì công bố thì ai cũng có thể xem được. Đấy thì em chia sẻ cái tài liệu này cho cô chú anh chị về xem. Đấy, tài liệu này nó gồm có 8 trang một như vậy. Đấy mọi người về xem tải về thì để xem đầy đủ tài liệu này mọi người tải cái đường link bên dưới em để bên này này cho cô chú anh chị thuận tiện trong quá trình nghiên cứu tham khảo thì nó dễ. Đường link bên dưới phần bình luận nhận xét. Cô chú chị tải cái file PDF này về mọi người in đọc đây trực tiếp trên máy tính cũng được, trên điện thoại cũng được nhưng mà đây còn không in in ra cái trang như thế này. Đấy, in mới in ra đấy, để mọi người đọc dễ đọc hơn, dễ đọc dễ nghiên cứu hơn nha mọi người.
Rồi, thì có chung trường hợp của chú anh chị lớn tuổi thì nhờ con cháu người in ra để đọc cái này, đặc biệt là các chú anh chị liên quan tâm đến cái mỡ trong máu đấy và bệnh sơ vữa động mạch như vậy đấy và các bệnh đột quỵ nguy hiểm như vậy đấy. Và tài liệu thì nhìn trong như thế này thôi nhưng thật sự rất là quý như vậy đấy, em cũng rất là tâm đắc trong cái tài liệu này đấy. Và thời gian tới em sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cây chày dây rừng và đặc biệt là một số thông tin liên quan đến cây chày dây rừng như vậy đấy. Dạ rồi. À, mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng và em có thể chia sẻ thêm sản phẩm cho dây rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi mình như một khi thì em sẽ giới thiệu từ trang nhân giới cho mọi người chị theo dõi nha. Rồi đầu tiên là em giới thiệu đến mọi người đó là kiều cam nha mọi người. Kiều này thân thân tròn nha mọi người. Đấy. Đấy, cái này là bốn cái cây về thân lá nha mọi người, bốn cái hình thân lá, ba hình đầu tiên. Đấy. Mẫu dề là 200 nha mọi người, này hai dề này có 1 mét. Nó này hai dề lớn, này 150 nha mọi người, mọi người dám mọi người về sưu tầm thôi. Đấy. Rồi, về kiều cam. Kiều cánh trắng hồng cam đấy. Đấy, hoa cánh trắng hồng cam nha mọi người. Thì tất cả các loại kiều này này thì hàng bốc rừng này các mọi người về trồng, ghép giá thể hoặc chậu thì nó sẽ ra rễ như thế này và nó phát triển rễ lần lại nó bám vào giá thể và nó sinh sâu phát triển nha mọi người. Và lên cây con mới nha mọi người. Đấy thì cái đặc điểm của kiều là như thế nha mọi người. Nên này nó cũng rất là dễ trồng, dễ chăm sóc nha mọi người. Đấy. Rồi, hoa cánh trắng hồng cam nha mọi người. Đấy. Thì cũng là kiều cam nhưng một số nơi này kia thì nó có cho cái màu hoa mà ấy này kia nó cũng khác nhau nha mọi người. Đấy nhưng mà gọi chung quy này kia thì cũng là kiều cam nha mọi người. Đấy. Đó, đó là kiều cam. Rồi thì kiều cam này thì nó mọc khắp nơi như kia đấy thì nhưng mà cái vùng này thì vùng Tây Nguyên của em, nếu có chú anh chị quan tâm về kiều Tây Nguyên thì mình có thể sưu tầm thêm về trồng như vậy. Đây, hình số 1 này, hình số 1 là về 200 cây dề lớn đó. Cây nguyên dề của nó như vậy đấy thì nó mọc ở trên rừng này, có cái cây này này đó, đó cái cây này là cây trên rừng như vậy đấy, mọc chung rồi này. Rồi cái đặc điểm của cái dề kiều này đó là một cái dề kiều thân lá rất là dài nha mọi người đấy, này thân đứng như vậy, thân đứng nên mọi người về làm chậu đứng là rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi về cái kiểu thân lá của cái thằng này á thì nó rất là độc đáo. Đây là lá của nó này. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Lá của nó đi từ đây, nó đi lên đây, đi lên đây, đi lên đây. Đấy. Đi kiểu như thế. Đấy một số kiểu lá khác là này, nó cũng gần nhau này. Đấy. Nhưng mà thằng này thì nó cũng khá độc đáo. Đấy. Thằng đấy, lá thằng này nó đẹp nha mọi người. Đấy. Đấy, thằng này nó có một cái vết này, này. Không biết là phải lá phát tài không nhưng mà đấy, nó sọc như này này đây này đây giống lá kẽ nhưng mà nó thì nhiều lúc ở trong môi trường tự nhiên này kia thì nó chưa rõ cái kẽ nó lên nên mình về trồng ở vườn này sẽ nó đẹp hơn như vậy đó. Rồi đó là dề kiều đầu tiên này, đấy, thằng tròn như vậy, cái kiều cam thằng tròn quá đẹp luôn đấy. Những cây như này nó khỏe như vậy đấy thì khi mà người về trồng này kia thì nó sẽ cho những cái đấy, rất đẹp nhưng mà đấy, mắt ngủ mắt hoa của nó rất nhiều này đó, gần tới mùa hoa rồi đấy, thì nó cũng sẽ sắp nở thôi nhưng mà đấy. Rồi, người sưu tầm thêm kiều Tây Nguyên về mà người trồng nhưng mà đấy. Rồi nguyên dề đã dề lớn 200 nhưng mà rồi cái dề hình số 1 quá đẹp nhưng mà rồi tiếp theo là đến dề số 2 nhưng mà dề số 2 cũng là một dề 200 dề lắm ít lớn nhưng mà đấy. Rồi cây cũng nguyên dề luôn, thân dài lớn nha mọi người. Đấy. Rồi, về thân lá thì quá đẹp rồi nha mọi người. Đấy, thân của nó nè. 1 2 3 4 5 6 lá. Các kiểu kiều mà nó nhiều lá như thế này, đi như thế này thì nó cũng về thân thủ thì nó cũng thuộc dạng đẹp rồi nha mọi người. Nó ít cái thái nha mọi người. Đó. Cây nào cũng giống như cây nào hết nha mọi người. Đó, về thân lá thì khỏi phải chê vào đầu hết nha mọi người. Đó. Rồi, nguyên dề của nó. Mọi người về trồng thì ít bữa nó cây con nứt lên đây là mọi người. Đây là những cái mình thấy hiện giờ thôi. Đó, ít bữa nó này kia thì chủ yếu mình lấy giống mình biết cái giống kiều như thế nào rồi. Cái mình chủ yếu mình chăm cái cây con đó. Cây con là cây bữa sau mình có thể mình để nó đứng nó thẳng nó này kia là ấy như vậy đó. Thì mọi người chăm cái hàng rừng này kia thì mọi người chú ý đến vấn đề đó là ok thôi. Đấy. Nói chung là những cây mẹ này nhiều lúc mình thấy sao cũng chẳng quan tâm gì nhiều, rồi về ngoài tự nhiên nó mọc cong một xiên một sẹo là do cái điều kiện nó mọc ở ngoài nó như thế nha mọi người. Còn về ở vườn thì mình có thể mình điều khiển được cái vấn đề mà thẳng cong này nha mọi người. Đấy, mình kêu mình chơi thì như thế thôi. Hình số 2, hình là hình 200 cho giá lớn nha mọi người. Tiếp theo là đến hình
kiểu số 3 đấy, hình là hình 225x nha mày. Đây là về đầu tiên này đấy. Rồi đây là một cái cây lá rất đẹp nha mày, đấy kiểu lá đẹp này đấy. À, nhưng mà cái dòng cái này thì nó hiện trên rừng về nó có một số lá nó nám như thế này nha mày, nám này đấy. Thì như em nói thì mình cũng chẳng quan tâm đến những cái thân mẹ này này đâu đấy. Thì mọi người về trồng thì nó nứt lên cái con mới này kia thì nó sẽ đẹp thôi nha mày. Chủ yếu mình biết cái giống của nó, lá nó là kiểu gì thôi nha mày. Hiện giờ này nó lá đẹp nha mày, đây này nó lá tròn mít đẹp nha mày. Đây mềm, những cái lá mà ấy này kia thì mình bỏ cắt bỏ cũng được đấy. Như thế này về mình cắt bỏ cũng được, không vấn đề hết nha mày. Đấy. Đấy, nhiều lúc đó là cơ chế thực vật này kia thì nhiều lúc nó rụng lá hết này kia thì nó giữ cái dinh dưỡng này để mà sản ra cây con mới này kia mình chăm. Rồi tiếp theo về số 2 này đấy. Rồi mà cũng như là mít cũng rất đẹp nha mọi người. Về thân lá này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá nha mọi người. Thân lá mít to nha mọi người. Thì ngồi tự nhiên thấy mọi người về trồng ở vườn này kia nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Những cái cây như thế này nứt là cây con lên tuyệt vời nha mọi người. Mọi người về chăm đấy. Rồi hai cái hình hai gì này 200 cho mọi người về sưu tầm hình số 3 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 4. Hình số 4 hình này hình 150 nha mọi người, hai dì lớn này. Đấy. Rồi đây là dì đầu tiên này. Đấy. Đó, mà cũng dòng kiều cam thân dài nha mọi người. Đó. Thì những cái cây như thế này thì nó dễ cho nhiều cái mọi hoa mọi người trồng đứng lên nó khỏe này. Cái vết hoa của nó rất là to nha mọi người. Đấy. À, cây kiều cam thân lớn nha mày, nãy này được 4 thân tờ lớn nha. Đấy. Những cây như thế này thì mắc hoa nó nhiều. Đấy. Đấy. Cứ cái thân càng dài thì mắc hoa trên thân nó càng nhiều nha mày. Đấy. Nên cái việc mà nhiều vòi hoa đấy, là chuyện bình thường. Đấy. Dây về số 2 này. Đó, dây này cũng là một dề to này, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó. À, người về trồng mà sao thân tờ nó lên nữa nha mày, nó mắc mũi này cũng rất là nhiều. Đấy. Rồi, hai dây kiều nha mày, hình này hình 150 nhưng mà hình số 4 cho mọi người về sưu tầm nha. Đấy. Tiếp theo là đến hình số 5. Đấy. Hình số 5 120 cho hai nguyên bản lớn nha mọi người. Đây một cây nguyên bản đầu tiên, nó mọc có cả cây lọng nha mọi người. Rồi thân của nó như thế này nha mọi người. Thân cũng khá hay, lá cũng tròn nha mọi người. Rồi thì ngồi tự nhiên thì nó như thế này thôi, mọi người về trồng cái con nó lên mới nó sẽ đẹp nha mọi người. Không có vấn đề gì đâu. Đấy. Đấy. Rồi một cái kiều nguyên bản này, cái này thân nó vàng ươm hết trơn nha mày. Đấy, từ thân tơ đến thân già nó vàng hết trơn này. Đấy. Hiện giờ cũng vàng này. Đấy, người về sưu tầm thấy một cái kiều thân bằng này, đó, trên dưới như nó vàng bóng hết trơn nha mày. Đấy. Đấy, nó nghiêng về thân vuông hơn nha mày. Đấy. Nhiều lúc mình bán kiều kiều cam mà nó ra kiều mỡ gà thì cũng hái nha mày. Đấy. Mua kiều cam ra kiều mỡ gà thì cũng quá tuyệt vời rồi. Đấy. Rồi hai nguyên bản nha mọi người, người về sưu tâm hình số 5 120 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình số 6 nha mọi người. Hình số 6 120 cho hai nguyên bản lớn luôn. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên nè. Đấy. Thì gồm có 1 2 3 4 5 thân tơ nha mọi người. Đấy, thì thế cũng đẹp rồi. Này người về về đặt chậu thôi, vì nó đã bám lên cái này rồi. Đấy, thì mọi người về trồng không cần phải ghép nữa. Và từ đây là phải sao lên cây con mới nó bám vào như thế. Đấy. Đặt chậu vào mọi người thêm dưới thể xung quanh thôi. Đấy. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Rồi còn có 1 thân tơ, 2 thân tơ nè. Hai kiểu lá này thì nó cũng đẹp nha mọi người. Đấy, 2, 4, 5 lá này. Đấy. Mọi người phải chậm lần thì kiểu nó sẽ lên thân con mới nữa thôi. Đó. Rồi, hai nguyên bản 120 nha mọi người. Mọi người phải sưu tầm, số 6, hai nguyên bản lớn. Rồi tiếp theo đến hình số 7 này. 120 cho năm dì lớn nha mọi người. Đấy, tiệm bán người về số tầm. Đấy, các dì kiều lớn quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, về ghép không chơi hoa cũng rất là ok rồi. Đó, trên những thân này, này. Đấy, thân càng to thì nó ra bồi hoa càng dài nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo đến dì số 2 này. Đấy, dì kiều số 2, 1, 2, 3 thân tơ nha mọi người. Đấy, người về ghép lại. Rồi tiếp theo đến dì số 3 này. Đấy, cũng có 1, 2 thân tơ lớn nha mày, nó dài. Rồi tiếp theo là đến về số 4 này. Đấy, cũng có 1, 2 thân tơ rất dài nha mày. Nếu người về trồng, đấy, như em nói là người về trồng bình thường thôi, chờ cái con nó lên này kia, nó lên nó phát triển, mọi người cho nó lên cao lên thẳng như là chuyện bình thường. Đấy, nay dòng kiều dài rồi. Rồi tiếp theo là về số 5 này. Đấy, 5 gì lớn nha mày.
Đấy, thân dài nhọn luôn nha mọi người, thân này thân thẳng luôn nè. Đấy, mình cũng dài cả hơn mét nha mọi người, quá đẹp nha mọi người. Rồi, năm về kiều, 120 thôi, người về số 8, số 7. Tiếp theo là điển hình số 8. 100.000 cho 3 về lớn nè. Rồi, đây là về kiều đầu tiên nè, đây cũng có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người. Đấy, cũng rất đẹp, đấy. Thân tơ không nè, đấy. Tiếp theo về kiều số 2 nè, ở dưới này cũng có 1, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người. Kiều lớn nha mọi người. Tiếp theo về số 3 nè, đây cũng có 1, 2 thân tơ nha mọi người. Những cái kiều này đã trưởng thành rồi, sắp tới mùa hoa này nó sẽ lên nụ nha mọi người. Đây một số mắt nó đã sưng nụ này kia rồi nha mọi người. Hay cần tắm mùa hoa rồi. Hình số 8 130 lớn nha mọi người. Tiếp theo là đánh hình số 9 nha mọi người, 100.000 cho 4 về nè. Rồi đây về đầu tiên nè, còn có 1 nè, 2, 3, 4 thân tơ nha mọi người, 5 thân tơ nè. Đấy. Rồi tiếp theo đến về số 2 nè. Nó 1 2 3 4 thân tơ nè. Rồi tiếp theo về số 3 nè, như này cũng có 3 thân tơ nè. Về số 4 nha mọi người, này 3 thân tơ nha mọi người. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Đây phần uống dây kiều đẹp như thế này, 100.000 nha mọi người. Bài sưu tập. Hình số 9 100. Tiếp theo là đến hình số 10, 100.000 cho 4 dây lớn luôn. Rồi đây, đây dây đầu tiên nè. Có 1, 2, 3 thân tơ. Rồi tiếp theo là đánh về số 2 nè. Có 2 thân tơ. Tiếp theo là đánh về số 3 nè. 2 thân tơ nè. Về số 4 nè. Có 1, 2 thân tơ nha mọi người. 4 giờ kiều. Hình số 10, 100 nha mọi người. Tiếp theo là đánh hình số 11. 100.000 cho 4 giờ lớn luôn. Rồi đây là về đầu tiên nè. Còn có 3 thân tơ nè. Đó, về lớn nha mọi người. Rồi tiếp theo đến về số 2 này, 3 thân tơ này. Rồi tiếp theo về số 3 này, cũng có 1 2 3 thân tơ này. Rồi tiếp theo về số 4 này, cái gì này cũng có 3 thân tơ nha mọi người. Rồi, bóng về kiều, người về sưu tầm 100.000, hình số 11. Kiều cam nha mọi người, đấy, em rất đẹp. Dạ rồi, tiếp theo. Đến hình số 12 nha mọi người, 100.000 kiều cam, bóng về lớn nha mọi người. Rồi đây về đầu tiên là nhiều thân tơ nhưng mà thấy một số cái là nó lộn các kiểu mở ra nhưng mà nên này thân vung nè. Đó, đây mọi người phải cứ về sưu tầm thôi. Rồi tiếp theo đánh nhá, về số 2 này, đấy, còn có 2 thân tơ nhưng mà. Rồi tiếp theo đánh nhá, về số 3 này, đấy, 1 2 thân tơ này, thân kiểu thân lá này cũng đẹp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo đánh về số 4 này, đấy, về này 2 thân tơ nha mọi người. À, 4 dây kiều 100 cho người sưu tầm cho người. Đấy, hình số 12 100. Tiếp theo là đến hình số 13, 100.000 cho 4 dây lớn. Rồi đây là dây đầu tiên nè. Đấy, không có 3 thân tơ nha người. Tiếp theo là đến dây số 2 nè. Dây này cũng có 1, 2, 3, 4 thân tơ, 5 thân tơ nè. Rồi tiếp theo dây số 3 nè. Dây này cũng 4 thân tơ nè. Tiếp theo về số 4 nè, cái này nhiều thân tơ nha mọi người. Người về trồng đấy. Thân nó hơi vung đấy. Rồi hình số 13 100 nha mọi người. Tiếp theo là đánh hình số 14 100.000 cho 6 giờ lớn nha mọi người. Ở đây về đầu tiên nè, còn có 1, 2, 3, 4, 5 thân tơ nè. Rồi về số 2 nè, đấy còn có nhiều thân tơ nè. Này thân nó vung xanh nha mọi người, giống kiểu ấy hơn. Rồi tiếp theo về số 3 này, đấy. Có 2 thân tơ nè. Về số 4 này, 1, 2, 3 thân tơ nè. Về số 5 này, 1, 2, 3 thân tơ nè. Về số 6 này, đấy. Rồi, hình số 14 nhưng mà, đấy 100.000, cho người về sưu tầm. Rồi tiếp theo là đến hình số 15, 100.000 cho 7 giây. Ở đây giây đầu tiên này, đấy gồm có thân vung nè. Rồi tiếp theo về số 2 nè, đấy. Kiều này nó thân nó vung nó khác, không giống kiều cam nhưng mà nó giống kiều mỡ gà hơn nhưng mà nó thân vung của nó nha. Rồi tiếp theo về số 3 nè. Rồi tiếp theo về số 4 nè. Rồi tiếp theo về số 5 nè. Về số 6 nè. Rồi về số 7 nhưng mà đấy, 7 giờ kiều hình này hình 100 nhưng mà hình số 15 100 người sưu tầm. Rồi hình cuối cùng của kiều cam 100.000 cho 22 chè bán người về sưu tầm tại tầm cho nó nhiều về nè, 1 nè, 2 nè, đấy này thì nó thân cũng nó giống cái kiểu ái hơn này mà. Rồi tiếp theo 3 về nè,
Đấy. Rồi 4 về nè, 5 về nè, 6 về nè, 7 về nè, 8 về nè, 9 về nè, 10 về nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, thằng lớn nè, 15 nè, thằng lớn nè, 16 nè, thằng lớn nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21, 22 gì đó nhưng mà hình này hình 16 100 nghìn đó, hình kiều cam cuối cùng đấy. Rồi đang kiều cam nha mọi người bị ghép đấy, trồng ra rễ lên chậu lên rồi rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em giới thiệu để mọi người đó là lan kiều vung nha mọi người, đấy kiều vung hoa cánh trắng vàng nha mọi người đấy. Rồi thì cây này nó cũng đang nở hoa nha mọi người, hoa nó nở thì nhá sắp tàn rồi nha mọi người. Rồi mà cái cánh của nè, cánh trắng nó cũng vàng nha mọi người đấy, nở ra hoa hoa cũng dài như thế này nè đấy, cái khung hoa khung bông nó như vậy, cánh nó bầu như vậy, cánh bầu đẹp như vậy đó, khung hoa nó này khi nó nở căng thì nó sẽ rất là đẹp như vậy đó, kiều cam như vậy đó anh, kiều vung đấy, cánh trắng cánh tinh luôn như vậy, cái hồng vàng này đấy, quá đẹp như vậy đấy. Rồi hình số 17 như vậy, 100.000 một dề cộng một nguyên bản. Rồi đây dì của nó nè, đây dì đang hoa nha mọi người. Đó, tìm người về ghép này kia thì nó ra hoa, thầm xuống đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo, đấy nhá, cây nguyên bản của nó nha mọi người, nguyên bản này. Đấy thì nó cũng đó, đang hoa, đấy. Đó, đang kiều vung nha mọi người, đấy. Rồi, một nguyên bản và một dì nha mọi người. Này mới ra luôn nè, đã lên thân già nha mọi người. Rồi hình này hình 100, hình số 17 nha mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đánh hình số 18 nha mọi người, 100.000 cho 3 dề lớn này. Đấy, kiểu vuông nha mọi người, kiểu vuông hoa đẹp nha mọi người về trồng. Nè thì các cái này rễ này kia thì mọi người về cái đó, nó sẽ ra rễ mới thôi nha mọi người. Đó là kiểu vuông nha mọi người. Rồi à, về hình số 18 nhé mày, 100.000 cho 3 dề lớn nè. Rồi đã dề đầu tiên nè, đấy còn có 1, 2, 3, 4 thân tơ. Mọi người về cứ ghép bên này kia thì đó, ghép thì rễ nó sẽ ra đây và cái con nó lên nữa thôi nha mọi người đó. Rồi tiếp theo là đánh về số 2 nè, đấy cùng này có 1, 2 thân lớn nhé mày, đấy thân nó khá to luôn mày, đấy cây rất khỏe nha mày, đấy thân vung nè, đấy đó, đây là các mắt hoa đó nha mày. Tiếp theo là dê số 3 này, đấy, như này còn 1, 2 thân tơ. Đấy, mọi người về trồng cái quả nó sẽ, cây con nó sẽ lên nữa nha mọi người. Là chủ yếu mình lấy giống kiều vung thì mọi người về trồng. Đấy, cây to khỏe nha mọi người, hình số 18 100. Tiếp theo là đến hình số 19 nha mọi người. Đấy 100.000 cho 3 dê lớn nè. Rồi đây dê đầu tiên nè, đấy, lá đẹp nha mọi người. Đấy, kiểu lá đẹp này. Này mọi người chủ yếu lấy giống sau về cây con nó lên này kia. Mọi người lấy cái giống này. Đó, sau lên chậu thì nó đẹp nhưng mà đấy, lá của nó cứng cáp luôn này. Rồi tiếp theo đánh về số 2 này, đấy. Này lá cũng đẹp nhưng mà đấy, kiểu lá đẹp này, đấy. Đó, lá đứng đẹp. Rồi tiếp theo đánh về số 3 này, đấy, ba lá đẹp nhưng mà đó, ba kiểu lá đẹp. Này có một cái nụ đấy, không biết nở hay không. Rồi ba về nhưng mà đấy, ba về lá đẹp này, đấy. Hình số 19 nhưng mà đấy 100.000, mọi người lấy giống về trồng. Đấy. Tiếp theo là đánh hình số 20, 100.000 cho 3 dề lớn luôn. Rồi đây là dề đầu tiên nè, đấy một cái dòng kiều thân rất là to nha mọi người, đấy nè. Đấy mọi người thấy thân cái nó bự dễ sợ luôn. Đấy. Lá nó xếp tầng nha mọi người, nhìn kỹ lá thì là lá cũng rất đẹp nha mọi người. Đó, mọi người về lấy giống. Đó, nguyên dề của nó luôn nha mọi người. Cây rất khỏe nè. Rồi tiếp theo là đánh dề số 2 nè. Đấy, 1 2 3 thân tơ nè. Rồi tiếp theo về số 3 này, đấy còn có 1, 2, 3, 4, 5 thân tơ nha mọi người. Cái này đang vòi hoa đấy. Rồi, 3 về nha mọi người, hình số 20, 100.000. Tiếp theo là đánh hình số 21 nha mọi người, đấy 100.000 cho 3 về lớn luôn. Rồi đây về đầu tiên này, đấy một cái lá kiều cũng khá là độc đáo nha mọi người. Đấy, kiều vùng thân lá cũng khá là hay đấy. Đó, nhìn nó lạ lạ nha mọi người.
Tiếp theo đánh về số 2 này. Đấy. Nó thằng lá cũng khá độc đáo nha mày. Đấy, 4 lá này, 4 lá. Đấy. Rồi tiếp theo đánh về số 3 này. Đấy. 1 2 3. Chúng ta thấy thằng già đang ra nụ này. Đấy, này không biết nó bị gãy mấy cái rồi nha mày. Đấy, thằng này thằng già nó vẫn ra bình thường nha mày. Đấy. Rồi, 3 về kiều. Này hình 21 100 người về sưu tầm. Tiếp theo là đánh hình số 22 100.000 cho 3 về lớn. Ở đây về đầu tiên này còn có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này thằng tơ nha mọi người. Đấy, thằng kiều này nó thằng tơ nó cũng vàng, thằng già nó cũng vàng này. Đó, các cái hoa cũ nha mọi người. Về trồng lấy giống, sau lấy cây con mới thôi nha mọi người. Tiếp theo đến về kỳ số 2, về này đến chậu lá đẹp này. Đó. Lá quá đẹp luôn nha mọi người. Kiểu lá đẹp nè. Bốn lá nha mọi người, bốn lá đứng chậu đẹp. À, đây một cây đứng chậu này, đấy, quá đẹp rồi nha mọi người. Rồi, 3 giờ kiều, hình số 22 nha mọi người, 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đánh hình số 23, 100.000 cho 4 nguyên bản nha mọi người. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, đấy, kiều đấy. Này thân lùng nha mọi người, lá cũng rất là cứng cáp nha mọi người, kiều lá cũng đẹp. Đấy, cái này nguyên bản người về không cần phải ghép nữa, người về trồng cái con nó sẽ lên thôi. Đấy. Rồi tiếp theo là đánh nguyên bản số 2 này, đấy, cũng có 1 2 thân tơ này. Nó ra một cái vòi nụ nhỏ như vậy đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này, 1 2 thân tơ này đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 như vậy đấy, 4 nguyên bản đấy. Này mà nguyên bản người về không cần phải ghép nữa đấy. Rồi người trồng rồi sau đó lên cái cứ mỗi cái thân tơ này lên một cây con mới như vậy, lần lần nó sẽ nhiều đó, 23 100.000. Được rồi, tiếp theo là đánh hình số 24 đúng không? 100.000 cho 6 về nè. Rồi, đây là về đầu tiên nè. Thằng lá cũng ok nha mọi người. Cây hàng rừng rất là khỏe. Rồi, tiếp theo là đánh về số 2 nè. Còn có 1, 2 thằng tơ nè. Hai bò hoa nó nè. Rồi, tiếp theo là đánh về số 3 nè. Rồi, tiếp theo là đánh về số 4 nè. Cái này 2 thằng tơ nha mọi người. Rồi tiếp theo là đánh về số 5 này. Đây, số 5 cũng có 2 thằng tơ này. Rồi tiếp theo đánh về số 6 này. Đấy, cái này đẹp nha mọi người. Thằng lá đẹp. Rồi, hình 24 nha mọi người, 100.000 cho 6 về. Tiếp theo là đánh hình số 25, 100.000 cho 8 về. Rồi đây là về đầu tiên này, cũng có 1 2 3 thằng tơ này. Rồi tiếp theo là đánh về số 2 này. Đấy, lá đẹp nha mọi người. Đấy. Đó, kiểu thằng lá đẹp. Đấy. Thì một số cái lá nó bị nám này kia thì mọi người có thể cắt bỏ đi cũng được nha mọi người. Đây không có vấn đề gì đâu. Đấy. Sau cây con nó nứt lành cái mới. Đấy. Rồi tiếp theo đánh về số 3 này. Đấy. Rồi tiếp theo đánh về số 4 này. Đấy, lá đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo đánh về số 5 này. Còn 2 thằng tơ này. Rồi về số 6 này, 2 thằng tơ này. Về số 7 này. Đấy. Đó. Rồi tiếp theo về số 8 nha mọi người. Đấy, 8 thằng tơ. 8 gì? Hình 25 100. Tiếp theo là đánh hình số 26, 100.000 cho 15 về. Ở đây về đầu tiên nè. Rồi tiếp theo về số 2 này, 2 thân tơ. Rồi về số 3 này, đấy mình ghép rồi nó ra thân con hết rồi. Về số 4 này, này cái nguyên bản nha mọi người. Đó. Rồi số 5 này. Đó. 6 này, đó. Số 7 này, đó. Số 8 này, đây này thằng lá đẹp nha mọi người. Yeah, số 9 này. Yeah, số 10 này. Số 11 này. Số 12 này. Số 13 này. Số 14 này, đây đứng thân này. Số 15 này, đó. Rồi 15 về kiều vuông nha mọi người, hình 26 100 người về sưu tầm. Rồi hai cái về kiều đẹp nha mọi người. Một phần kiều vuông lá trồng đẹp nha mọi người. Hình đây dây đầu tiên này đó. Rồi kiểu lá đẹp nha mọi người, lá của nó đây. Đấy, lá đứng nha mọi người, đó kiểu lá của nó như vậy, nó xếp tầng nha mọi người, đó tầng này, một tầng hai tầng đó, kiểu lá của nó như thế. Đấy, mọi người về lấy giống. Đấy, một cái kiểu đẹp nha mọi người. Đấy, này 1 2 3 4 5 thằng tơ nha mọi người. Đấy, mình về của nó luôn. Rồi tiếp theo là đánh về số 2. Đấy, như này cũng là một cái kiều lá đẹp nha mọi người. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này,
5 cm nha mọi người. Đó, quá đẹp luôn. Đấy, đây này mọi người về ghép vào, thấy mùa hoa nó sẽ xõa xuống rất đẹp này, nó phải hoa cũ của nó nha mọi người. Đấy, kiểu gì đẹp nha mọi người. Đấy, hai về. Đấy, hai về lá mít đẹp nha mọi người. Đấy, thân lá đẹp hình 27, 150 cho hai về lớn này nha mọi người. Đấy, hình 27 mọi người về sưu tầm. Đấy, các hàng lá như này thường rất đẹp này, nó đều. Đấy, mọi người nhìn nó rất là đều này. Rồi tiếp theo là đến hình 28, hai nguyên bản kiều vung và kiều cam nha mọi người, 150 cho hai nguyên bản này. Rồi, đây là một nguyên bản đầu tiên này. Đó, thằng lá đẹp nha mọi người, đã kiều vung nha mọi người. Đây ba lá này. Đấy. Đó, kiều lá này nó đẹp nha mọi người, 4 thân tơ nha mọi người. Đó. Rồi nay mọi người về chỉ việc đặt vào trong chậu thêm vài giả thể xung quanh. Đấy, phát triển vào sau cây con nó lên chỗ vị trí này nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đánh một cây nguyên bản kiều cam nha mọi người. Đấy, 1 nè, 2, 3 thân tơ nha mọi người. Như thế này mọi người về đặt chậu vào là ok rồi nha mọi người. Đó, sau cây con nó lên đây nữa. Đấy, lên nó sẽ tạo được nhiều cái nhanh hơn. Đấy, như thế này, trước là hai cái này mới lên được cây này này. Đó. Đó, mùa tới thì nó sẽ nứt lên một cái cây mới nữa thành 4 nhánh nha mọi người. Đấy, kiều thì nó cứ sẽ xanh quanh 5 mít. Đấy, nó ít cái nó khỏe thì nó này kia lâu rụng lá lắm. Đấy. Rồi, hình 28, 150 hình cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Dạ rồi, mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mình vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho người trong thời gian sớm nhất nha. Dạ rồi, bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Dạ rồi, thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng chỉ thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Dạ rồi. Rồi, thì một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh em trong suốt thời gian vừa qua nha mọi người. Rồi thì để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng, hái những nhành lan về cho mọi người sưu tầm. Dạ, em xin chân thành cảm ơn. Dạ rồi, chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, anh xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.